ba đêm và thức trắng. Cứ tương tư vợ giống như là tình yêu sét đánh, khách sạn hết phòng còn một phòng thôi. Một phòng mấy giường? Phòng cũng có một giường thôi. Trời ơi, đêm đó không có làm gì không em? Em tên là Quỳnh Minh Pháp, quê em ở Tây Ninh. Em làm việc ở Bình Dương. Em tên là Nguyễn Thị An ạ, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương ạ. Cơ duyên nào mà hai em gặp nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Đó là hai vợ chồng em có quen một cô bạn, là cô bạn chung. Rồi cô bạn đó rủ đi uống cà phê, rồi rủ vợ bạn em đi ăn bột chiên. Hai vợ chồng em gặp nhau. Tức là em quen cái cô bạn đó là quen theo cái kiểu gì? Thực ra là cô bạn đó là làm chung với mẹ em. Mẹ em cũng thích là tính tình của cô bạn đó, cũng là muốn cho hai em tìm hiểu nhau. Có nghĩa là cái cô bạn đó là gia đình em muốn em tìm hiểu. Dạ. Rồi còn em quen với cô bạn đó là với cái kiểu như thế nào? Dạ, em cũng là bạn. Rồi mà tại sao lại không chịu cô kia mà lại chịu cô này? Cô này có gì đặc biệt không? Thì đó, bởi vậy. Lúc đầu mà gặp vợ em á thì thấy vợ em nói chuyện rất là thành thật, với nhỏ nhắn mà lại rất xinh. Sau cái ngày gặp đó là khoảng 3 đêm mà thức trắng. Cứ tương tư vợ giống như là tình yêu sét đánh vậy. Tương tư vợ rồi xong rồi đối với cô bạn kia thì sao? Có cảm thấy có một chút áy náy không? Dạ, tại vì cô bạn kia là chỉ mới nhắn tin giống như bạn bè bình thường thôi chị. Vậy thì em gặp ảnh gì về nhà có nhớ anh không? Dạ, đối với em thì lần đầu tiên gặp cũng có chút là gọi là có thiện cảm với ảnh á. Tại nhìn ảnh hiền á. Chắc chắn là em sẽ là người chủ động là tán tỉnh cô gái này, đúng không? Suy nghĩ đủ mọi cách. Sau một thời gian mà nhắn tin qua lại khoảng hơn một tháng á, thì có rủ vợ em đi Vũng Tàu, đúng là ngày sinh nhật của vợ em. Rồi em lên kế hoạch là tặng quà, rồi tỏ tình ở ngoài biển luôn. Rồi ở Vũng Tàu mấy bữa? Ở Vũng Tàu 2 hôm chị. 2 hôm? Rồi hai đứa ở đâu? Bắt đầu đi là em suy nghĩ không biết là thuê 2 phòng hay 1 phòng. Nhưng mà đi đến đó thì khách sạn hết phòng. Còn 1 phòng thôi. 1 phòng mấy giường? Phòng cũng có 1 giường thôi. Trời ơi. Lúc đó mấy anh ở trong công ty á, biết em đi chơi vậy đó. Rồi cứ nhắn tin, gọi điện nói mà đừng có manh động quá nha. Đừng có làm gì quá mới có vợ được, chứ làm quá là không được. Hồi đêm đó không có làm gì không em? Dạ không. Một chuyến đi rất là an toàn đúng không? Và sau đó thì về là bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ chắc cũng khoảng gần 1 năm á. 1 năm sau lúc mà cái ngày đám cưới thì bắt đầu mới có đêm động phòng. Dạ. Vui không? Cũng vui lắm vậy, nhưng mà lúc đó mà đám cưới xong á thì hai vợ chồng cũng mệt lắm rồi. Mệt chứ sao không mệt, uống rượu đồ chúc bàn đồ mệt. Vợ em thì lúc đó nằm một chỗ rồi, mệt nhiều lắm rồi. Gặp là đêm đồng phòng nên cũng nói vợ cố gắng đi vậy, để có kỷ niệm sau này. Vợ nghe lời không? Dạ vợ cũng nghe lời, nhưng mà lúc đó thì phòng của ba mẹ đó ở sát phòng của em. Rồi hai vợ chồng em của em cũng gần đó. Nên hai vợ chồng cứ rón rén. Trời ơi. Không có thoải mái cái suy nghĩ của mình. Đó tại vì thường ai cũng vậy, cái cặp cô dâu chú rể là thường cái đêm tân hôn á là ai cũng mệt mỏi hết. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa nào ghen nào? Vợ em vậy. Tại sao em lại ghen? Tại vì cái lần đó là ảnh đi đám cưới bạn á, ảnh đi về khuya lắm. Ở nhà thì em cứ trông á, em sợ ảnh say rượu á. Rồi ảnh chạy xe rồi không biết có sao không á. Rồi xong cái ngày đó khoảng mấy ngày sau, vô tình em thấy được cái hình của ảnh với một cái cô bạn nữa, như là bị chụp lén á. Nó kiểu như là ảnh dìu chứ cũng chưa hẳn lắm ta, tại hình cũng mờ mờ á. Lúc đó em vừa thấy hình em không cần biết, em gửi lại cái tấm hình đó cho ảnh liền luôn. Anh cứ gửi cái mặt cười, anh cười khà khà bình thường vậy đó. Anh kêu tại bữa mấy đứa bạn nó thấp, nó kêu là dám để cho nó đốt nhà, hơn nó đốt nhà là nhà cháy. Chồng em thì từ nào thì chưa thấy em ghen á, từ hồi quen tới cưới á, ảnh khẳng định là em không có ghen, nên ảnh cho người ta chụp luôn. Thì em mới tức quá, ấm ức quá, nói không lại ảnh rồi cái gọi về nhà cho ba mẹ chồng em. Nhắc mẹ em, tại vì ba mẹ em cũng tâm lý, cũng thương lắm. Em gửi hình cho mẹ em xem luôn. Cái không biết sao mẹ gọi cho ảnh, cái mẹ la cái sao, cái khuya về cái gì, bây giờ ảnh ôm em, cái nói anh xin lỗi với em. Dâu ảnh sai rồi, sau này thì ảnh không có làm vậy nữa vậy đó. Rồi bây giờ thì còn ghen nữa không? Dạ không. Xong đêm đó là thôi, tại vì em hiểu cái tính ảnh. Rồi giờ kể thật xấu anh ra đi. Ảnh thì cũng không gọi là xấu lắm, chỉ có cái là ảnh làm cái gì á, ảnh làm cho nhanh, làm cho xong. Em nhờ là ảnh làm sao miễn cho có là được rồi, chứ không đặt cái tâm vô trong đó để làm. Bình thường ít nói,
nhậu về cái phàn nàn em, sao em khó quá em không cho đi nhậu. Mấy tháng là anh mới đi nhậu một lần mà em cũng khó với anh nữa. Một tháng hoặc là hai tháng mới đi một lần thôi chị, nhưng mà về cứ bị cằn nhằn, bây giờ khó chịu. Vậy hả? Dạ. Mấy giờ em về tới nhà? Khoảng 10 giờ là về tới nhà rồi chị. 10 giờ đã có mặt ở nhà rồi. Ừ. Mà vợ cằn nhằn quá rồi khó chịu vậy. Thôi ghét quá mày, mất 3 tháng nhậu lần nữa đi. Vợ em thì sau khi cưới thì phát hiện ra một tính là ngủ nướng. Mỗi khi đi làm là em phải thức dậy sớm, phải gọi vợ dậy mới bước ra khỏi giường thôi. Còn không gọi có khi là, nếu mà em đi làm luôn, có khi là vợ lại đi làm trễ. Ngủ nướng nè, còn gì nữa? Rất là ít nấu đồ ăn. Thường chỉ nấu những món vợ thích thôi. Còn những món khác thì để chồng nấu. Còn việc nhà thì thường là em, phần lớn là em. Dạ, người ta thường có tivi, gọi là tivi điều khiển và giọng nói đó. Còn em giống như là robot mà điều khiển và giọng nói. Vậy đó hả? Dạ. Vậy mà sao trách ảnh làm việc vô tâm trời. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ chưa chị. Em cũng trong 5 giờ thấy như thấy con người ta đó, thấy ai cũng thương cũng nhớ đó. Cứ hả thấy con đít mà em ảnh cái là tối giờ em ngủ em nhớ đó. Vậy thì bây giờ phải phụ thuộc vô anh này. Có nghĩa là làm việc có tâm chút xíu, đúng không? Nãy giờ vợ mới tố cáo là vô tâm đó, làm cho có cho rồi cho qua loa đó. Nhanh. Cho nên bây giờ là muốn ấy là phải làm có tâm chút xíu. Chuyện mà có con cũng vậy. Vợ em thì thích con gái. Rồi cứ nghe người này nói bài uống thuốc này hay là uống rượu này là cứ rủ em là hai vợ chồng mình đi đến đó. Dạ thật ra là do em với ảnh hai người lớn lên với hai cái môi trường sống khác nhau á. Ảnh thì gia đình ảnh hạnh phúc từ lúc nhỏ rồi. Còn em thì tuổi thơ của em không có được vui. Mẹ em thì đi làm xa. Em với em gái thì ở nhà với bà ngoại. Ba em bỏ đi hồi lúc mà hai chị em còn nhỏ xíu à. Lúc đó là ba mẹ con không có nhà để ở. Giờ nhờ ngoại cô mang, mẹ đi làm xa rồi xảy ra nhiều chuyện lắm. Cay đắng là mẹ em chịu nhiều lắm. Rồi hai đứa cũng trải qua nhiều chuyện. Em gái em thì nó nhỏ, nó hay bị bệnh á. Cái tuổi thơ của em là niềm vui nó ít dữ lắm. Mỗi lần em đi tới nhà bạn chơi á, đạp xe đạp qua nhà nó chơi mà thấy nhà nó mà gia đình nó quay quần vui vẻ với nhau là em quay đầu xe em đi về mà đi dọc đường cứ khóc. Chưa bao giờ em suy nghĩ em sẽ có được một cái gia đình như thế này. Lúc em quen ảnh, anh cũng biết, em cũng kể cho ảnh nghe, anh cũng tiếp xúc với gia đình em, anh cũng biết á. Nên ở nhà hồi lúc mà bà ngoại còn sống á, bà ngoại cũng thương ảnh lắm. Bà ngoại mất rồi hả? Dạ bà ngoại mất. Dạ bà ngoại mất gần một năm rồi chị. Bà ngoại cũng như là mẹ em. Lúc đó ảnh nói với em á, em yên tâm đi, em mà về với gia đình anh á, anh đảm bảo với em là cái cuộc sống của em nó sẽ khác. Vật chất thì ảnh không có cho em được nhiều, nhưng mà cái tình cảm thì chắc chắn. Nhưng mà thật sự là những gì ảnh nói được thì ảnh đã làm được hết. Thật sự là ba mẹ chồng, nhưng mà đối với em là cũng giống như là ba mẹ ruột. Ba mẹ đối xử với em không có thua đối với ảnh vậy đó. À thì chính vì cái tuổi thơ như vậy thành ra là đối với em á, mọi thứ em cứ bị rụt rè là lý do đó đúng không? Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là đã đến lúc mà em phải ngừng cái suy nghĩ đó lại. Là bởi vì dạ. Sao em thấy rõ ràng em nói được cái câu là em không tưởng tượng được em có một cái gia đình như thế này. Dạ. Đó thì nhưng mà rõ ràng đây là sự thật rồi. Em có một người chồng quá yêu thương em, rồi là ba mẹ chồng nữa, đúng không? Cho nên là những cái gì mà tiêu cực á, em bỏ qua một bên hết đi. Em phải tự tin vào những gì mà em đã làm được. Để làm gì? Em còn giúp em gái em, giúp mẹ. Nhất là mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, đúng không? Nhân cơ hội này em cũng có điều gì muốn chia sẻ với mẹ mình hay không? Mẹ ơi, gần 20 năm nay á, cay đắng mẹ chịu nhiều lắm rồi. Con biết cái mà mẹ mong muốn nhất á, là muốn cho con với em á, có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ á, thì mẹ cứ thể mà mẹ yên tâm rồi. Con gái của mẹ đang hạnh phúc lắm. Với ba mẹ chồng. Dạ em có vài lời em gửi tới ba mẹ em ở nhà. Cái thời gian qua con về nhà mình là cũng được một năm rồi á. Con không có giỏi, con không khéo léo, con không biết nấu ăn. Nhưng mà con tới với gia đình mình con có tấm lòng. Con cảm ơn ba mẹ. Chồng có muốn nói gì với vợ không nè? Anh chỉ muốn nói là anh sẽ quan tâm và chăm sóc, yêu thương em như cái lúc mà anh tỏ tình với em, cho em gia đình hạnh phúc nhất.
anh xin chúc cho hai em lúc nào cũng hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong gia đình, và trong năm tới sẽ đón chào một nàng thiên thần Chúa sẽ xuất hiện trong gia đình của chúng ta. Dạ. Cảm ơn. Nào có tin vui nhớ nhắn tin báo cáo cho anh biết nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn hai em và chúc. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên là Hoàng Trung, em năm nay 24 tuổi. À, nghề nghiệp anh là cắt tóc. Còn em? Dạ, chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân, chào toàn thể khán giả. Em tên là Ánh Quyên, năm nay em 22 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng ạ. Em bán hàng online hay sao? Dạ không, em bán hàng tại shop, em bán mỹ phẩm ạ. Bây giờ hai em hãy cho anh biết rằng là lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu và cái mối tình của các bạn nó bắt đầu như thế nào? Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em là khách hàng của vợ em. Em đi mua mỹ phẩm để tặng cho bạn gái. Được là trớ trêu. Không, bạn ở đây là con gái. Không, bạn là con gái nhưng mà dạ, bạn gái đúng không? Dạ đúng. Ban đầu thì em cũng không có ấn tượng gì, chỉ là thích cái giọng nói thôi. Rồi sau về thì trên Zalo cũng có kết bạn với nhau á chị. Em cũng nhắn tin chúc cũng ngon hàng ngày. Nhưng rồi mà sao có là có Zalo? Không, lúc em Zalo em là kết bạn nhiều người lắm chị. Không biết có lọt vô bạn này không. À, chắc là tìm luôn xung quanh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Chức năng. Tìm xung quanh mà giới hạn độ tuổi từ 16 đến 20 đúng không? Là chỉ chọn nữ thôi. Lần đầu tiên em gặp ảnh thì như thế nào? Dạ thì lần đầu tiên gặp thì cũng như là khách hàng của em thôi, em cũng tư vấn như bình thường vậy á. Em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng mà về sau đó thì có thấy có người nhắn tin cho em. Một tuần sau thì em mới biết là anh này, chứ em còn không biết ổng là ai nữa mà. Rồi dạ, một tuần sau lý do gì mà biết là bạn này nhắn? Dạ là anh này quay lại chỗ em mua hàng tiếp. Rồi em mới nhận ra là cái anh này là vừa nhắn tin cho mình một tuần vừa rồi. À, cái lần thứ hai em quay lại mua hàng đó là vì em mua thêm cho một người bạn gái khác nữa. Hay là vì em muốn quay lại để đúng mà em gặp dân, bạn này dạ nữa? Dạ, mua thêm một bé bạn gái nữa. Dạ. Wow. Bạn gái nhiều dữ bay. Bạn là con gái chứ không phải là bạn phải không? Bạn là con gái là dạ, đúng rồi. Bạn con gái. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô gái này? Một tháng sau thì. Một tháng sau. Và tại sao em lại tỏ tình với cổ? Em cảm thấy là sống là không thể thiếu cổ. Ừ, nhưng mà em biểu hiện như thế nào khi mà em bắt đầu thả thính? Ngoài dạ, cái chuyện nhắn tin ra thì còn thả kiểu gì nữa? Dạ thì em nhớ là lúc đó là em còn đang đi học ủ túc, vừa học vừa làm với chị. Thì anh cái này cứ ngày nào cũng đưa em đi học. Tới giờ em đi làm thì chở em đi làm, rồi đưa em về mua đồ ăn cho em, mua trà sữa. Cái ngày nào cũng vậy, cứ liên tục trong vòng một tháng. Thì hôm đó thì ngày 20 tháng 10 á, bình thường thì hay đưa em đi về cũng mua đồ ăn, hôm đó không mua đưa em về nữa. Trời thì mưa, em đi về có một mình thôi. Cái sau em cũng thấy tuổi thân nữa, đã không đưa về còn không có quà. Cái sau này em mới vừa vô trong nhà, lòng thì ấm ức lắm. Vừa mới vô nhà thì anh này điện kêu là ra ngoài đi, anh có bất ngờ cho em. Thì em ra ngoài thì thấy anh này mưa ướt tầm tã vậy đó, không mặc áo mưa gì hết. Đưa cho em cái hộp quà, mở hộp quà ra là cái cây son mà cái màu em thích nhất luôn. Dạ, anh còn dùng khổ nhục kế nữa. Là anh nói là anh bị té xe, trầy tay trầy chân vì đi mua quà cho em. Đó là em cảm động của em đồng ý luôn. Dính luôn. Dạ. Mà đừng có nói cây son nó mua tại cái tiệm cô này dạ luôn nha. Em canh vợ em làm về mới mua, cho tạo bất ngờ. Cho y chang vợ em không biết gì hết. Tức là mua cây son của tiệm em để tặng dạ cho em luôn. Dạ. Trước khi cưới là có đi đâu chơi xa với nhau không? Dạ có, em có đi Đà Lạt, lần thứ hai thì đi về miền Tây. Chuyến nào vui? Dạ, Đà Lạt vui không? Đi Đà Lạt cưới hơn. Vậy hả? Nó dạ vui thì sao em? Đi dạ, đi em hỏi đi. Chị biết em muốn hỏi gì luôn á. Đi Đà Lạt bao lâu em? Dạ, đi 3 ngày ạ. 3 ngày? Dạ. Ở khách sạn, ở chung, ở riêng? Dạ, chung. Ở chung. Có gì vui không mấy đứa? Phòng 2 giường á. Đêm đầu thì sao mấy đứa phung phí quá vậy? Phòng một giường đi cho nó rẻ tiền đúng không? Rồi đêm đó có xin xỏ gì không? Dạ có nha anh. Đêm đó thì ngủ hai đứa, rồi là em định ngủ hơn đứa một giường, nhưng mà sau thì hai đứa một giường, giường kia để đồ. Từ bữa tối đó thì em cũng định là hơn ngủ bình thường thôi, sáng hôm sau đi chơi, tại vì cả ngày đi được rất là mệt chứ mỏi chân rồi. Thì anh này nửa đêm ngồi dậy mò mẫm xong rồi xin xỏ, em là không cho. Cái xong anh bực bội khó chịu nằm mà cứ dằn mặt dằn mâm vậy đó. Cái tới sáng qua hôm sau đi chơi, đi với em hỏi em ơi em có phải con gái không vậy, sao đi chơi mà nằm chung hai đứa nam nữ mà không có giảm giác gì hết, không có muốn gì hết hả? Cái xong em mới nói chứ muốn cái gì, mới quen mà đi chơi với nhau mà đòi muốn cái gì. Cái xong rồi tối hôm thứ hai cũng là đòi tiếp, em lại sợ quá em mới khóc, em đòi đi về. Anh này nằm ngay cửa khách sạn á, nằm đó với ôm cái ba lô này nè, không cho em đi ra khỏi mở cửa. Là nhét ngang cửa luôn. Dạ. Tức không cưng? Tức hay là tủi? Dạ về
thấy hụt hẫng cái gì? Hụt hẫng vỡ kế hoạch của mình. Vỡ kế hoạch tại vì đi Đà Lạt chắc cũng hừng hực khí thế. Dạ đúng rồi. Ai ngờ hai đi nằm trắng cửa. Rồi là giữ gìn như vậy cho đến lúc cưới nhau luôn. Dạ, tới lúc gần cưới em cũng có chuẩn bị tâm lý rồi. Tại vì nghĩ là hai đứa sẽ cưới nhau thì chuyện đó thì sớm muộn cũng sẽ có thôi. Em có tìm hiểu với mấy chị mà có kinh nghiệm rồi á, thì mấy chị nói là không sao đâu. Cảm giác đó là sảng khoái, với lại là giảm stress cho cả hai nữa. Nên em cũng chuẩn bị tâm lý như vậy, nên là em cũng không có sợ gì nữa. Các em bây giờ có con chưa? Dạ, hiện có em bé được 6 tháng ạ. À, sao hả? Em lấy nhau được bao lâu rồi? Đã cưới được 5-7 tháng. Rồi bây giờ ở với nhau được 1-7 tháng thì các em còn quá trẻ, quá son. Vậy thì tật xấu nó có lòi ra không? Có nhiều tật xấu không? Dạ có nhiều lắm chị. Em sợ kể hết chương trình này người ta cắt đi về hết, em còn chưa kể xong. Không, bây giờ mình kể đại khái thôi. Kể như thế nào mà xấu nhất đi. Có một lần á là em làm mất cái bông tai của mẹ em mua. Tại vì lúc đó là em không có đeo bông, mẹ em, chồng em mới mua cho một đôi. Thì lỡ đó em làm rơi trong nhà tắm á. Em chưa tìm thấy, thì chồng em rất là quý những cái món quà mà mang giá trị là kỷ niệm á chị. Nên là chồng em mới la lớn tiếng là la cái đồ không biết giữ của. Em nghe cái câu đó rất là nặng, em rất là buồn, em khóc nhiều lắm. Mình bị sụp đổ, cái hình tượng mà người chồng của mình. Nhưng mà sao có tìm được không? Dạ có chị, nó rơi trong nhà tắm thôi. Trời, chưa gì được. Đó là một tật xấu, lớn tiếng với vợ. Rồi gì nữa? Chồng em nói nhiều lắm chị. Em nhân viên bán hàng, em đã nói nhiều rồi. Chồng em nói nhiều gấp đôi em. Em không thấy nào chịu nổi, em đi làm về rất là mệt rồi. Chồng em nó cứ lải nhải, làm cái này chưa, làm cái kia chưa, sao chưa làm. Cứ nói, nó riết. Em không thấy nào chịu nổi, em đã rất là chịu chết luôn. Em chỉ cần chồng em tắt cái đài giùm em cái là em đỡ mệt liền. Khỏe luôn đó. Dạ, nói nhiều hơn em nhiều. Dạ đúng đó. Rồi có bao giờ mà gây lộn rồi đánh lộn chưa? Dạ cũng chưa có đánh lộn, nhưng mà lúc đó thì nói em không nghe, em cũng bướng quá thì anh mới nóng lên, ổng lấy cái điện thoại của em á, anh đập. Thì em mới cũng tức quá, thì hai vợ chồng thì có đánh nhau, thì là anh tát em một cái thôi. Dạ thì em cũng có đánh lại. Mà sau đó vô phòng khóc rắm rứt hay là làm gì? Dạ không, em gọi về cho mẹ, em nói là con bây giờ con về mẹ ở, con không ở đây nữa. Ở đây ai cũng phân hiếp con hết trơn á, không có bênh vực gì con nữa. Thì sau đó thì mẹ cũng giải quyết cho hai vợ chồng ở lại với nhau, thì kêu là vợ chồng giận thì đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Nên là tụi em cũng hòa lại với nhau thì không có giận cái chuyện đó nữa. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Ở nhà có chơi với con không? Có chăm sóc con kỹ lưỡng không? Dạ cũng chăm sóc con, cũng thương con lắm. Nhưng mà có buổi tối là mê ngủ, không có dậy mà chăm con giùm em, hay là con khóc cũng mặc kệ, một mình em tự lo hết à. Hai đứa còn nhỏ quá, còn trẻ tuổi này tuổi ăn tuổi ngủ mà. Rồi bây giờ tới em đó, vợ em có thật xấu gì không? Dạ hay cắn lắm anh, nhiều khi trên người em nó đầy thương tích hết à. Em quýnh vợ em nhẹ cái, vợ em quýnh lại em mạnh hơn gấp 10 lần vậy. Vậy á hả? Vợ em dữ lắm. Ăn miếng. Ăn một miếng trả tới 3 miếng. Đúng rồi, ăn một miếng trả 3 miếng, rồi sao nữa nè? Lại hay ở bừa bộn lắm chị. Bừa bộn? Dạ. Rồi nấu ăn có ngon không? Không ngon mắt, không ngon miệng luôn. Đó. Em tả thử coi cái món mà không ngon mắt, không ngon miệng là nó sao? Món canh thì canh gì cũng đục ngầu hết anh. Còn món chiên hay là kho thì chị thấy cái màu tối tối thôi. Màu tối tối thôi? Dạ. Đổ nước màu quá trớn rồi sao vậy? Còn chiên trứng sao? Chiên trứng thì bình thường nha. Thì được đúng không? Được. Thôi, chiên trứng có cái màu vàng là được rồi. Các em còn quá trẻ, cho nên cái chuyện mà đêm đến thì sinh hoạt vợ chồng có thường xuyên, có vui vẻ được không? Có hòa hợp không? Dạ, lúc vợ em vui thì hòa hợp, còn lúc vợ em không vui á thì đạp ga hoặc là nằm như zombie vậy á. Làm như zombie vậy đó? Dạ. Là hù hả? Hù em, cho em đi ngủ luôn. Em tự nhiên là em cảm thấy là em không có cảm giác hay sao? Dạ thì sau khi sinh xong á thì em lại không muốn những cái chuyện sinh hoạt như vậy. Chuyện đó làm em rất là khó chịu, mệt mỏi và em đau đớn, là em không muốn làm thường xuyên như lúc trước nữa. Nên là những khi nào mà em vui vẻ thì em cho, còn không thì em cứ nằm đi ngủ, mặc kệ ông tự ngủ, ông cứ khó chịu bực bội vậy đó, ông tự đi ngủ luôn. Nhưng mà đó là chuyện trước đây hay là tới bây giờ luôn? Dạ tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì em bé mới có 6 tháng mà. Dạ đúng rồi. Em bé cái thời gian này là cái thời gian mà cái tiết tố nữ thay đổi dữ lắm. Không có sao đâu. Dạ. Nó là bình thường, không có sao hết á. Nó không phải là một cái bệnh lý gì hết, mới là hầu như ai cũng vậy á, chứ em đừng có lo. Dạ. Tại vì á bây giờ á, thứ nhất là sanh cái thời gian mà dành cho con buổi đêm nó quá mệt. Em hiểu không? Mệt mỏi lắm. Cho nên rằng em cũng chưa có sẵn sàng cho cái việc đó. Cái cơ thể của người phụ nữ đó nó có cái sự thay đổi, nó chưa trở lại như bình thường ngày trước. Thì nhiều khi vợ em cũng không có muốn ở trong cái trạng thái mà gọi là nó chưa trở lại như ban đầu á. Dạ. Đó thì cũng không muốn cho chồng mình
thấy cái điều đó, tức là rất nhiều những cái nhỏ nó gộp lại, nó tạo thành một cái áp lực cho vợ em mà để cho vợ em không còn cảm thấy thú vị ở cái chuyện đó nữa. Em hiểu không? Thành ra là cái điều đó nó bình thường thôi cưng. Yeah. Em phải hợp tác với vợ em để cho vợ em giải tỏa được tất cả những cái điều đó. Ừ. Thì sinh hoạt vợ chồng trở lại bình thường thôi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em là bớt giận hờn lại. Hay giận hờn đúng không? Dạ đúng rồi. Như con nít vậy. Nít mà, nít mà 22 tuổi là nít đó. Còn gì nữa không? À, biết lo cho nhà cửa, con cái rồi, tập nấu ăn cho ngon hơn. À. Rồi bây giờ tới em đó, em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ thì em yêu cầu đầu tiên của em là anh bớt nói lại, nó ít giùm em thôi. Dạ. Rồi thứ hai là ví dụ bữa hôm nào mà em có đi làm mệt á thì anh chăm con phụ em, hai đứa thì cùng chăm nhau chăm con thôi, đừng có để một mình em chịu không nổi. Dạ. Chia sẻ đó em. Đúng rồi, chia sẻ với em. Nhiều khi chia sẻ ban đêm, nhiều khi cô ấy sẽ trở lại sớm. À. Đúng không nào? À. Rồi gì nữa? Em mong muốn chồng thay đổi gì nữa? Dạ chỉ hai điều đó thôi chị. Dạ. Ừ vậy em làm được không? Dạ được, em cố gắng. Đúng không? Cố gắng nha, cố gắng chia sẻ với vợ đi. Cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình, hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Năm nay thì em 26 tuổi, đang làm công việc là kinh doanh. Em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Hay quá mà em. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Đà Lạt, kinh doanh ở phụ chồng. Bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào. Lần đầu tiên là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Trên công ty có tổ chức được một sự kiện lớn, thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, con thì đứng ở phía bên này. Thấy anh này anh cứ để ý mình từ đầu cho đến cuối luôn. Là lúc nào ông để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng. Từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này giống như cái gu ấy? Bởi vì em thì đàn ông mà, thầy con gái là mình phải tia tia. Cái cô này lấy đúng gu của mình là thấp thấp luôn luôn nữa. Mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại. Rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Ừ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ chưa. Qua ngày mai là buổi sự kiện chính thức thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Cứ chàng ràng dạ, đúng mình rồi, đó. Thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười, nhìn nhau cười thôi. Cứ kiểu là nhây nhây với nhau. Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Một thời gian thì bén duyên. Bởi vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi, rất là xuất sắc luôn. Nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy thứ nhất là rất có tiền rồi nha. Dạ ngon đúng rồi nha. Tại vì hồi đó là chị mới là sinh viên thôi, làm gì có tiền. Thì thấy anh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, mà nhóm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa, anh này sinh năm 95 là hợp tuổi rồi. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết. Để tiếp cận là ảnh. Con dân bẫy được cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Chiêu của con sao không? Trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Thì kết nối được rồi là về nhà là cứ nhắn tin, mà anh này anh rất là chảnh luôn. Anh không có trả lời. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà anh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với người, tin nhắn của người đẹp này? Trong khi đúng gu của mình rồi. Đó. Thì bản chất là của thầy con gái xinh xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ. Một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại. Thì đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em, chờ em với. Cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này, dẫn cô này đi ăn được mấy bữa. Thật sự là em có cùng đường về nhà với anh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe.
Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số. Thì mới tới chỗ giữ xe. Đã có ý định rồi thì phải gửi xa xa một chút để mà cùng đường đi van này về. Thì ít nhất là nhờ anh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với, hay là cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận đến nhà. Đúng rồi. Bây giờ cái kỷ niệm nào đáng nhớ lúc mà em văn bậy anh đó, tung đòn cuối. Dạ, cái hôm đó là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi, là anh này anh kêu anh có việc, bây giờ làm sao để anh ra, anh cứ đang bận mà. Thế về alo, alo anh ơi em đang đứng ở dưới chỗ này nè, anh có ra được không thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được, rưng rưng nước mắt rồi. Nói chung là phải làm sao để anh ra được ngày hôm đó. Sau là anh chạy ra ngồi dưới dưới đá đó và nguyên một đêm luôn, cỡ tầm khoảng 5 rưỡi là bắt đầu anh mới xe em về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà ảnh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà chứ... con nói cái gì? Con đó, buồn cái gì? Quan trọng là con khóc. Con nói sao? Con nói là con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà ảnh hết hồn anh chạy ra. Là hồi xưa là nhà cũng có ý định là cho đi Nhật, thì mình lại đang ở trong Sài Gòn để đi làm vì đi học nữa. Thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc thì vừa lưu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Rồi em không có chịu nổi nữa rồi. Rồi em buồn quá hay là anh ra với em đi. Dạ, lúc đấy thì em không tin. Không tin nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi, 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá, chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra. Thế em bảo thế em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào để anh chở đi. Thì một mình buồn quá. Thế là em cũng azua theo, kiểu em chọc cho vui vui ấy, để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện. Thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Ấy thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cùng tâm sự tới 5 giờ sáng thì sau đó đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được với người ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà ngà tôi buồn ngủ lắm rồi mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chị. Không ngủ, không nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Thì em mình là khác. Tuổi cao sức yếu, hoặc là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt. Còn tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy thì có khoác vai dỗ về, có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà, lúc đấy mình cũng có khoác vai và vỗ về. Thì thấy cô này sao cô cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh, hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em, mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai mặc nói định, đâu. Mặc định là đã yêu nhau đó, đúng không? Và dạ. Như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công, đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. Tiếp theo là tiếp hôm đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. Là đúng rồi, đúng cái mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Thì bữa đó là sang ngày Valentine, không phải ngày Halloween. Bữa là sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, bị rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi thì lúc là đi ăn hủ tiếu, thì có nói là bất cứ lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Thì mình lại nói giờ không có tiền giờ làm sao ta, là nghĩ trong đầu như vậy. Chứ mà nói anh ơi mà má chưa kịp gửi tiền lên, anh hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Là lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Là từ đó xong là vẫn chưa trả lại, tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Bây giờ là tính ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền.
Dạ. Coi như đã có duyên rồi, bây giờ tôi mắc nợ anh là chính mắc vậy nợ đó. Luôn. Coi như mắc duyên nợ, coi như phải dính gieo luôn. Gieo duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Đúng không? À. Rồi sau đó sao nè? Rồi mấy ngày hôm sau đó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ với chỗ cũ, là cứ chờ với chỗ cũ đi thôi. Ừ. Là không biết lúc đó là anh có thương mình hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Ừ. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà. Ừ. Lại anh này anh lại có xe. Thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi. Thì em kêu là thôi vậy em không muốn về. Anh chở em đi đâu đi? Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Bình thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là vậy em muốn đi đâu? Thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói hay đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi. Lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê. Bởi vì cũng mới mấy ngày thì em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô đi cà phê, không chịu. Đứng giường ở tư khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ, mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn, không biết cô này tính khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối, em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chành chành xíu bảo đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ, nhưng mà trước khi vào cô ấy vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng mà cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè? Sao nữa? Kể tiếp này. Là khi mà vô là em vợ có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi, tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân. Cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo. Thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó, mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi thôi, cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ, mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu, tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ, là cứ ôm mà cứ thao thức miết là ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì, người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à? Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng là lâu hả? Không, không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên đi bình thường, đi nhắc nên nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rồi nọ, tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết, anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ, tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi. Nhưng mà vẫn hất ra. Không được, tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á, mình cứ sợ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất ngựa truy phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ, vẫn nằm. Thì anh kia là không sao đâu em, nhẹ lắm, không sao đâu anh, nói nhẹ không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Dạ. Đây là người chồng đầu tiên mà cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Rồi sau đó thì sao em? Rồi lúc đó em không cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ, nhưng mà cuối cùng thì thực sự là đó là một cái
lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? À, dạ em cũng thấy rất bất ngờ, nhưng mà từ lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi, cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sau bữa đó là các lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Ghiền luôn. Một tuần như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần 2 triệu tới khách sạn. Một tuần là 2 triệu tư. Một tuần là 2 triệu. 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7 ngày. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao phải tính kinh tế chứ. Tại bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng, 2 tháng thì quen nhau thì quyết định hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Một tuần với 2 triệu, tháng với 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Rồi. Rồi sau này về sống chung, về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi thử. Trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn, đòi chia tay, chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu một tháng ấy, thì cô đòi chia tay. Bởi vì biết được là trước đây là em có yêu một hai bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất. Thì cô lại đòi chia tay. Khóc, cô ấy mới, đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng một lon xong rồi em say để em kể chuyện. Em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Em muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc rồi cô ấy bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên, phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trò ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà, đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi sau khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi như là sống thử như vậy. Rồi có bị coi như là tai nạn vỡ cái hoạch kia đó, không? Có lần bác sĩ vỡ hoạch con nít bác sĩ quá có cưới mà. Không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ, mà tới đó là đang bị đau bụng là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm, khóc liên tục 3 ngày 3 đêm, mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ, thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh, nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Thế sợ, 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà làm đùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà, anh cũng có lo lắng, anh sợ, tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ rồi, cái gì đâu em. Ngày đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ, đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin. Xong cô nằm cô khóc. Khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch. Cô mới đưa xem hai vạch khóc. Khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật, bởi vì là quyết liệt lắm. Đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ, bởi vì em về cái tâm linh ấy, thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh. Và cũng là thương nữa, thương mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần ấy, dần thì cô ấy lại bảo là mệt mỏi quá,
đòi bỏ cứ khoảng tầm một tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt mệt ấy, thai nghén mà, thế là cô ấy đòi bỏ thì em mới bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy, rồi em chở đi ăn, xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không? Hai đứa? Dạ có. Ba mẹ. Dạ. Phản ứng sao? Là đầu tiên ảnh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi, thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung tội con người ta. Nhớ có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi, cũng bình thường, ba mẹ cũng chung là vui. Khi mà ảnh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ. Sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi ảnh gọi xong là má có nói là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói với ba. Thì ba rất là nóng, ba rất là giận về cái vấn đề, về vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu. Là sợ, thứ nhất là, thứ hai nữa là sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi vậy, chúc mừng. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. À rồi, như vậy là ổ bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi và đã bé lớn, bé gái. À, và bé sau là 1 tuổi bé trai. Chà, như vậy là 2 năm nối 2 đứa. Tiếp đó, dạ. Nối tiếp luôn á, đẻ đứa này xong cấn đứa khác luôn á. Tại thương gia quá mà cho nên là 2 năm 2 đứa. Dạ, đúng không? Dạ. Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã. Đúng không em? Ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm hai đứa luôn? Hồi đó là sanh hai bé là về nhà bên ngoại. Ừ. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dặn hai bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn, giỏi. Bây giờ hiện tại là hai bé đang ở dưới ngoại. À, là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt à. Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa hai đứa về thôi chứ thường là ở trên đó. Trước đây là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu với rảnh rồi là nó không có chịu về Sài Gòn đâu nghe. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp, phải không? Mà đẹp nhất là 2 năm 2 đứa đó. Rồi, chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay mà các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương. Đúng không? Rồi giờ anh, bây giờ anh hỏi em trước đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó. Anh ơi, anh có thương em không? Cứ hở ra là hỏi anh có thương em không? Thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không thì mình bảo là không, thế là cô ấy giận. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương, thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô ấy muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Nghĩa là hay giận đó, hay giận và muốn chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, chỉ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đã. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là, phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sờ thoáng. Phải sờ thoáng, phải ôm mới ngủ được. Đấy, đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa trông thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Không phải tật xấu, nó phải tật xấu em ơi, nó phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không? Bướng bỉnh hay cãi chày cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm. Cầm ram rồi cãi gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai, rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên em nói gì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại
từ thay đổi, từ sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng không? Dạ vâng. Con nít mà mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ vâng. Nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn. Cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng nìu ấy, có nghĩa là trong nhà đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Ngay đi ngay lại một câu chuyện có là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Rồi cãi chày cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi, hồi giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu. Nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ. Cứ tắm xong dục cái bạch đi đất vậy đó. Là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không, cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong cái giỏ mới giặt. Kêu chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Nhưng mà thấy chồng mình về mặc sau một lần đó là bộ cất với tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau, ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. Tại không tiếc á. Tiếc lại còn mới quá đúng không? Còn mới quá cho nên mặc đi cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó. Và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Như cái chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà. Mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ. Sao mình làm như vậy? Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi. Chỉ bản thân con tự ngồi nhận ra thôi. Dạ. Vậy cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi. Giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi nhưng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? Em thì không muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá cho nên là cái sự bồng bột đấy. Thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em vợ thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, tới quá bây giờ. Hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ á, lứa tuổi từ dạ, từ vâng. Bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ khuyên gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có đừng. Dạ, cũng có ý định là trời ơi, có ý định. Kế hoạch đi, thôi, kế hoạch đi. Kế trời hoạch ơi, đi. Tại vì bây giờ không ở chung á. Các con ở xa mình quá, không có nên. Khổ từ ông từ. Bà. Nghe. Khổ ông bà. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Ở phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Nghe. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô chú. Rồi, tiếp cặp hai luôn nào. Chờ xíu. Cặp hai quý vị ơi. đi lột rồi. Hết gung rồi. Đi lột rồi. Hết rồi. Còn một cặp nữa thôi quý vị ơi, một cặp nữa thôi. Này đi lột quá. Rồi. Ủa tối nay diễn tuần gì? Hết gung rồi.